Đúng rồi. Dễ dàng đọc những cái thông số trên những cái chip này luôn hả? Đây, thấy rõ cái sợi lông luôn. Vô cùng sắc nét. Đây, chữ S4. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel Hàng Hot Thái Thắng. Trong video hôm nay mình sẽ mang đến mọi người một dòng sản phẩm kính hiển vi điện tử không dây ha. Và đặc biệt dòng sản phẩm này thì nó sẽ sử dụng sóng wifi để truyền những cái dữ liệu hình ảnh đến thiết bị smartphone, laptop hoặc là điện thoại của mình trong đây. Đây ha. Và mình sẽ có hình ảnh sản phẩm trên hộp rồi. Thiết kế cũng rất là nhỏ gọn ha. Và sản phẩm thì nó sẽ có độ phóng đại là từ 500 cho đến 2000 nits trong giúp cho mình có thể quan sát những cái vật, những cái tiêu bản kích thước vô cùng nhỏ luôn ha. Và ngoài kết nối trên điện thoại thì mình có thể kết nối đến PC hoặc laptop như vậy. Và sản phẩm thì sẽ sử dụng cho những hoạt động như là hàn ha, hoặc là sửa chữa mạch điện, đây kiểm tra đá quý, đây kiểm tra tiền tiền hoặc là đồ giả, đồ cổ như vậy. Và kiểm tra những cái vi sinh vật ha, quan sát vi sinh vật hoặc động vật như vậy. Đây, rất là nhiều tính năng. Và ngoài ra thì mình có thể sử dụng để hàn điện rồi trong những cái hoạt động công việc dệt may hoặc là trong sử dụng trong trường học, bệnh viện và cho trẻ em con cái của mình khám phá thiên nhiên ha. Đây. Hộp đựng đây rất là nhỏ gọn. Toàn bộ những phụ kiện đều đặt trong cái hộp này hết nha mọi người. Rồi có thêm một cái tay xách. Mặt không của sản phẩm thì mình sẽ có những cái tính năng cũng như là thông số kỹ thuật cho mọi người. Về tính năng thì nó sẽ kết nối wifi ha, và độ phóng đại của nó là 5.0m. Rồi, độ phóng đại HD và độ phóng đại của nó lên đến 2000 nits cho mọi người. Phóng đại rất là cao. Và sử dụng lăng kính len kép nha mọi người. Mình có thể thay đổi giữa len 1, len 2, thay đổi giữa hai cái độ phóng đại ha. Và kết nối với PC hay laptop. Và sử dụng hệ thống chiếu sáng từ nhiều hướng như vậy, có thể chụp ảnh và quay video. Đây, và cái dung lượng pin nó là 1800 mAh. Đây, phía dưới thì mình sẽ có những cái thông số như là độ phân giải là 5.0m và cái độ phóng đại từ 0 đến 2000 nits. Đây, và cái khoảng cách kết nối wifi là 5m như vậy, và cái chiều cao làm việc của len là 70mm, khoảng cách lấy nét là từ 2 cho đến 55mm, và định dạng hình ảnh là JPG, định dạng video là 24, và cái tốc độ hình ảnh là 20 đến 30 fps. Đây, và mình sẽ có kết nối USB 2.0 và thời gian làm việc của nó là 5 giờ và thời gian sạc là 3 giờ. Kết nối với những cái sang cái chạy hệ điều hành là Android 8.0 hoặc là iOS 8.0 và Windows XP Vista 7.80, Mac 10.8 ha. Và hệ thống chiếu sáng là 10 đèn LED cho cái lens rồi, và phía dưới còn có thêm cái đèn LED đợi sáng ở phần đế ha. Đây. Này, hộp đựng đây. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở hộp. Đây. Sản phẩm này thì cũng có rất là nhiều phụ kiện nha mọi người. Đây. Đây hả? Đây, phụ kiện này có rất nhiều, được đặt trong một cái hộp xốp chống sốc cho người. Đầu tiên thì mình sẽ có một cái cuốn catalog hướng dẫn sử dụng người, có phần tiếng Anh và app cài đặt là Wi-Fi check cho người. Mình lên App Store hoặc là CH Play mình sẽ tải về. Mình quét cái mã QR này hả. Đây, hướng dẫn mình thay đổi len cho người, hướng dẫn mình kết nối Wi-Fi. Đây, hướng dẫn mình cung cấp nguồn cho đèn đổi sáng ở phần đế rồi. Mình bắt buộc phải có thêm một cái adapter riêng ha. Đây. Hướng dẫn kết nối với PC sử dụng phần mềm. Đây, thông số kỹ thuật thì lúc nãy mình đã giới thiệu với mọi người ha. Đây. Ở đây thì mình sẽ có một cái khăn lau len nha mọi người, khăn lau len kính. Và những cái cáp. Đây, cáp thì nó có rất nhiều, lên đến 3 cộng rồi. Đầu tiên thì mình sẽ có cáp để cung cấp nguồn cho cái phần đèn LED trên đế nha mọi người. Một đầu là USB, một đầu là micro. Đây. Và một cộng là đế sạc mọi người. Đây. Cổng sạc thì mình sẽ có đầu USB và đầu Type-C. Rất là hiện đại luôn. Và cuối cùng là một cái cộng cáp sẽ sử dụng hai đầu USB nha mọi người để mình kết nối đến laptop hoặc là PC của mình ha. Này. Và đây thì mình sẽ có tiêu bản rồi, hãng nó sẽ kèm theo cho mình hai tiêu bản để mình thử cái sản phẩm này hả. Cái này hình như là cái lát hành nha mọi người. Đây, một tiêu bản còn lại là cái cánh của con kiến hả. Đây. Đây mọi người. Và hệ thống hai len kính. Này. Ở đây thì mình sẽ có len 1 người được gắn sẵn trong cái bộ điều khiển trung tâm ha. Và len thứ 2. Đây. Len 2 thì có độ phóng đại là đến 2000 nits cho người. Phóng đại rất là cao.
và mình sẽ thay đổi hai lens bằng cách là mình sẽ xoay nó ra ha. Đây mình sẽ xoay, mở khóa và khóa cho mọi người, sau đó mình sẽ rút nó ra ha. Đây thì bộ điều khiển trung tâm này thì mình sẽ có cái hệ thống lấy nét mọi người. Đây xoay rất là mượt mà luôn, mượt hơn người yêu cũ luôn ha. Và mình sẽ có một cái nút nguồn bật tắt cái sản phẩm này, mình sẽ nhấn đè khi nào mà cái đèn led ở dưới nó sáng lên ha. Và núm xoay điều chỉnh cái độ sáng của cái đèn led, 10 đèn led dưới phần lens này mọi người. Và ở đây thì mình sẽ có một cái cổng sạc Type C. Đây, nó có ký hiệu sẵn cho mình luôn ha, không có sợ nhầm lẫn mọi người. Thêm một cái đèn báo sạc và USB, nó sẽ ghi cho mình, khắc cho mình cái chữ camera phía dưới là để mình kết nối đến cái laptop hoặc là PC của mình. Đây. Thiết kế màu xanh đen rất là đẹp luôn. Bộ phát wifi luôn mọi người. Đây. Và cuối cùng là cái phần chân đế ha. Đây, hộp đựng đây sẽ có từng ngăn chống sốc cho mình luôn. Đấy rồi. Về phần chân đế thì mình sẽ có cái thiết kế cũng rất là nhỏ gọn rồi. Mình sẽ cơ động di chuyển cái sản phẩm này hơn ha. Và hai cái phần inox để kẹp tiêu bản rồi. Và phía dưới thì mình sẽ có cái led tỏa sáng ha, công suất rất là cao. Và mình sẽ điều chỉnh cái độ sáng tối của đèn led này thông qua cái núm xoay này. Phía sau thì mình sẽ có cổng Type C để mình cấp nguồn cho cái led này mọi người. Rồi. Và ở đây thì mình sẽ có chia cho mình hai cái vạch, là phần thứ nhất là để mình sẽ sử dụng cái lens 1 cho mọi người. Lens 1 thì mình sẽ sử dụng trong khoảng hả? Đây. Đây mình sẽ xoay này cho nó cái phần cái bàn này nó sẽ nâng lên hả? Và khi mà mình thay đổi cái lens 2 thì mình sẽ tiếp tục cho nó xoay lên, mình sẽ sử dụng trong cái khoảng 2 nha mọi người. Đây. Và núm để kẹp cái phần bộ điều khiển này. Đây, mình sẽ vặn ốc này ra. Mọi người, sau đó thì mình sẽ nhét cái bộ điều khiển này vào. Đây ha. Mình sẽ cho nó vào. Và mình sẽ vặn ốc lại. Mình sẽ canh hai bên ốc cho nó đều ha, để cho cái phần len nằm ở giữa mọi người. Mình sẽ lấy cái tiêu bản và cái cánh của con kiến đi ha, để mình thử cho mọi người xem. Đây. Và để bật sản phẩm lên thì mình sẽ nhấn vào cái nút nguồn ở phía trên. Đây mình sẽ nhấn đè vào khi nào cái đèn led nó sáng lên nha mọi người. Đây. Và trên điện thoại thì mình sẽ tải cái app về nha mọi người. Đây mình sẽ vào phần App Store. Mình sẽ quét cái mã hoặc là mình sẽ nhập vào trực tiếp vào luôn nha mọi người. Đây Wi-Fi check ha. Đây. Mình sẽ nhập vào cho mọi người dễ xem cái tên của nó. Wi-Fi check. Đây mọi người, cái app thì nó sẽ có icon như này ha. Biểu tượng của camera. Thì mình đã tải về sẵn rồi nha mọi người, để tránh mất thời gian ha. Đây, mình sẽ có phần Wi-Fi check. Đây mọi người. Đây, thiết kế rất là đẹp luôn, rất là sang trọng luôn. Khả năng nó rất là đặc biệt rồi, nó sẽ kết nối Wi-Fi đến những cái thiết bị di động, smartphone hoặc iPad của mình ha, hoặc là PC của mình. Đây, và nó sẽ sử dụng cái hệ lăng kính kép nha mọi người. Như nãy mình nói ha, thì nó sẽ có độ phóng đại từ 500 cho đến 2000 nits, hỗ trợ quan sát những cái vật khác nhau ha. Và cảm biến camera thì là cảm biến CMOS cho mọi người. Thì đối với cảm biến này thì nó sẽ mang lại cái độ nét cũng như độ chi tiết cho hình ảnh ha. Và cái hệ thống led trợ sáng với 10 đèn led chiếu sáng trên cái phần led này thì nó sẽ tăng cường cái độ tương phản cái hình ảnh nha mọi người. Đây. Thì giúp cho hình ảnh luôn rõ ràng và mềm mại nhất ha. Tính năng Wi-Fi thì khỏi phải bàn rồi, bây giờ rất là hiện đại luôn, giúp truyền hình ảnh đến những thiết bị di động của mình. Nó sẽ cho cái chất lượng hình ảnh cao hơn quan sát trực tiếp trên màn hình của sản phẩm nha mọi người. Đây và bây giờ thì sẽ mở app lên. Sau khi tải app về thì mình sẽ vào phần cài đặt và mình sẽ kết nối Wi-Fi nha mọi người. Đây. Mình mở lên thì nó sẽ phát ra cái Wi-Fi hả, chứ không phải sử dụng cái Wi-Fi của nhà mình nha mọi người. Đây, Wi-Fi của nó có tên là EasyCam nha mọi người. Đây, mình sẽ nhấn vào kết nối. Đây, kết nối rồi hả. Và tiếp theo là vào phần app.
Và tiếp theo là vào phần app chúng coi. Wi-Fi check. Đây. Đã nhận rồi hả? Tiến hành xoay lấy nét nha mọi người. Đây, mình sử dụng lens 1 thì mình sẽ hạ nó xuống ha. Đây, chất lượng hình ảnh rất là cao luôn. Đây mọi người. Đây, phần kính, cái phần cánh của con kiến ha. Nhìn rõ những cái sợi lông ở trên đây luôn nha mọi người. Đây, ngoài ra thì mình sẽ... Đây, rất là xịn luôn. Có thể quan sát mạch điện rồi nha mọi người. Đây, tiếp tục xây lên nét. Để mình kiểm tra những cái món hàng, những cái nơi mà xảy ra những cái sự cố ha. Đây, hình ảnh rất là sắc nét luôn. Đây, mình sẽ chụp nha mọi người. Ở trên cái phần app thì mình sẽ có những icon rất là dễ hiểu ha. Đầu tiên thì biểu tượng camera. Thì mình sẽ nhấn vào chụp. Đây. Hoặc là ghi hình nha mọi người. Ghi hình thì mình sẽ nhấn vào biểu tượng của cái máy quay phim này. Đây, và bây giờ thì giờ phút giây nó sẽ hiển thị trên cái phần góc này ha. Đây. Lấy nét. Đây mọi người. Dễ dàng đọc những cái thông số trên những cái chip này luôn hả. Đây, thấy rõ cái sợi lông luôn. Đây mọi người. Vô cùng sắc nét. Đây, chữ S4. Đây. Đọc số liệu rất là rõ ràng nha mọi người. Xem lại cái cánh hả. Này, mình sẽ xoay lấy nét lại. Đây, độ nét nó rất là cao. Và dừng lại thì mình sẽ tiếp tục nhấn vào biểu tượng của máy quay phim coi. Và ở đây thì mình sẽ có xem lại ha. Đây, xem lại thì mình sẽ có xem lại phần hình ảnh. À, lúc nãy mình chụp 3 tấm. Và xem lại phần video thì mình sẽ nhấp vào. Đây mọi người. Đây. Và để thay đổi cái lens thì mình sẽ vặn nó ra cho mọi người. Đây, vặn nó ra, tắt cái cho chắc nha mọi người. Đây. Và đây, lên 1, lên 2 hả. Mình sẽ có cái mũi tên cho mọi người. Mình sẽ cho cái mũi tên này vào cái phần, cái biểu tượng của cái khóa và mở khóa ha. Đây, và mình đẩy nó lên. Mình xây nó vào, rất là đơn giản nha mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ vào trở lại. Đây, khi mà mình thay vào cái lens 2 thì mình sẽ cho cái phần đế này lên nha mọi người. Đây, lên cái vạch số 2 này ha. Đây, và đây thì mình sẽ thay cái tiêu bản là cái lắc hành đi ha, cho mọi người dễ quan sát. Đây. Rồi hả? Rất là sắc nét luôn. Này. Tiêu bản này hãng nó làm cũng rất là xịn nha mọi người. Thay cái phần. Đây, và bây giờ thì nhìn rõ hơn nữa ha. Ở ngoài thì nhìn nó rất là nét nha mọi người. Đây, mình sẽ nhấn vào quay. Và thay cái phần men. Mình sẽ lấy nét lại.
Đây, mọi người dễ rất là dễ nhận nhận biết ha. Bây giờ thì nhìn rõ những cái vết rỉ sét ở trên cái men này luôn. Đây. Đây bụi bẩn rồi mọi người. Đây. Vết rỉ của cái vết hàn ha. Đây mọi người. Rất là nét luôn. Dừng lại. Thì ở trên cái phần app này còn có thêm những tính năng khác, như là mình sẽ thiết lập cái độ phân giải của sản phẩm nha mọi người, tùy vào cái thiết bị di động của mình mà mình sẽ điều chỉnh cái độ phân giải cho nó cao nhất ha. Đây thì mình có thể chỉnh lên đến 3840x2160 nha mọi người. Mình sẽ chọn 1920x1080 ha. Đây, và có thêm lật ảnh nha mọi người. Đây lật ảnh ha. Mình muốn quan sát cái góc độ nào để mình dễ nhìn nhất cho mọi người, mình sẽ nhấn vào lật. Đây. Và phóng to màn hình ra ha. Đây mọi người. Đây, rất là thông minh luôn. Điều chỉnh cái độ sáng tối của phần đế. Đây. Ngoài ra thì mình sẽ có thể kết nối nguồn và điều chỉnh cái độ sáng của phần đế mọi người. Thì khi mà mình sử dụng cái tiêu bản có kính này á, thì cái phần led ở dưới nó sẽ rọi thêm một cái đèn trở lên, thì mình giúp cho cái hình ảnh nó sẽ rõ nét hơn nha mọi người. Đây. Chất liệu thì nhựa 2PS rất là nhẹ. Độ bền thì cũng vô cùng cao luôn. Đây. Và đây toàn bộ hình ảnh cũng như là thông số trên trang web của mình, và mình có để cái đường link của sản phẩm dưới phần mô tả của video ha. Đây, mình sẽ có chất liệu của sản phẩm là nhựa 2PS trong đây và hợp kim rất là bền, rất là cao cấp luôn. Đây những cái thông số kỹ thuật hình ảnh và thông số kỹ thuật trên đây. Những cái ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày ha. Đây mọi người. Đây. Và ngoài ra thì mình còn có thêm những dòng sản phẩm kính hiển vi có sẵn màn hình luôn nha mọi người. Đây, đến từ hãng Racer của Đức ha. Những dòng kính hiển vi càng màn hình có độ phân giải rất cao, sử dụng cho những hoạt động như là hàng hoặc là sửa chữa mạch điện nha mọi người. Đây. Mình cũng đã từng giới thiệu rất nhiều sản phẩm này rồi hả. Những dòng để bàn có sẵn màn hình, kính hiển vi cầm tay hả. Đây. Và ngoài những dòng kính hiển vi thì mình còn cung cấp thêm dòng sản phẩm khác như là máy dò vàng của mình đã quý như vậy. Những dòng đèn pin siêu sáng, đèn pin lặn, đèn pin tự vệ, đèn pin cứu hộ, đèn pin chống cháy nổ hả. Những dòng thiết bị quang học như là ống nhòm ngày, ống nhòm đêm, kính hiển vi hoặc kính hiển vi. Những dòng thiết bị kỹ thuật số rồi công nghệ rồi ảnh số, máy gam, camera hành trình, micro không dây có dây màn nghị. Những dòng camera dưới nước, camera sông nghiệp và những dòng thiết bị đồ lùng các loại mọi người. Và mình xin kết thúc video review dòng sản phẩm kính hiển vi điện tử Etero Zoom 2000X này. Thì mọi người nhớ like, đăng ký kênh YouTube của mình để khi mà mình ra video mình sẽ không có bỏ lỡ bất kỳ những sản phẩm hàng hot mà mình đã review ha. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người video sau.